Hello, xin chào cả nhà, xin chào đại gia đình. Xin chào. Xin chào cả nhà, xin chào cả gia đình. Bữa nay mình ăn rau cần với thơm, mình cho mẹ mình ăn. Không, nói vậy thôi. Cái này bây giờ sắp sửa là mình sẽ mở cái hộp, mình mới mua cái máy. Đó, cái này là mình sẽ làm nước uống, thành ra mình muốn chia sẻ với các bác lớn tuổi luôn. Còn nhiều khi mấy em nhỏ thì mấy em rành lắm, nhưng mà sợ mấy bác á thì mình uống như thế này. Với hai mẹ con thì bữa nay Đi ăn rồi. đi ăn ở ngoài. Ông xã đi làm, thành ra hai mẹ con đi vòng vòng chơi rồi xong rồi ăn ở ngoài luôn. Đi ăn lasagna với spaghetti. Ăn đồ Mỹ, ăn đồ của Ý. Mình ăn vậy đó. Đó. Ồ, nãy lấy con cây bánh mì đó hả? Con lấy cái cây Đó hai cây mà quên. Đó, này là còn lại cái mình bưng về. Hai má con cũng đi rồi, rồi ăn đi vô cái nhà hàng này đây, ăn ngon lắm. Alapka. Mình chạy xe chở mẹ mình đi vô cái nhà hàng này, cái nó thôi mẹ ơi, đầu tiên mình thích cái nhà hàng nào mình vô cái đó đi, đừng có đi rồi mất công lắm đó. Cái hoành trở ra, hoành trở ra cái nó khai vô nhà hàng này, cái hoành trở ra nó vui lắm, tại vì lâu lâu có mẹ lên á nên cô Năm vui, mình vui nên nó hả hơi khùng khùng. Vui quá thành 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 đi lộn xộn hết trơn à. Đó. Hai món này là cả 10 ngày nay là mình bị đau chân nè ha, rồi máu cao ha, là do bó chân với muối đó nên mình bị rồi. Rồi bây giờ đó là mình uống cái này trong 10 ngày nay. Hàng xóm mình á là sai một bà chị sai cho mình một buổi sáng cái ly to như vậy là buổi sáng sớm, rồi tối á thì mình không có muốn làm phiền nữa, thành ra mình sai bằng cái máy sai sinh tố. Mình có máy sai sinh tố mà phải sai sinh tố á là mình phải lược qua, chứ mình không thích hút có cái xác, nên thôi bây giờ máy mắc tiền không mua. Máy mắc tiền thì năm không mua rồi, mình không mua thì bây giờ mình đi mua cái máy vừa với cái túi tiền của mình thì mình dùng được, sử dụng được thì mình mua. Thôi giờ nói nhiều quá để con khui thùng nha. Cái này là mình chia sẻ với gia đình, đại gia đình mình cho vui, chứ còn nếu mà nói phe của thì cái này không có cái gì gọi là phe của hết trơn, không có đáng cái gì để phe của nha các bạn. Nhầm người thích đó thì ta rất là happy mà, còn có nhiều người không ấy thì cứ nói ô lên phe của. Có phe của đâu Không, cái này mình không có phe của, mình là có của giấu chứ không phe đâu. không dám phe đâu Không dám phe, đố bằng ai đâu phe. Đây đó, từ nãy giờ nói dài dòng thì nó là mình mua cái hiệu này thôi, cũng thường thôi cũng ok, miễn nó làm được là ok. Nhưng mà cái này là nãy con trả nó mấy mẹ ha, 69 đồng 99 phải không, 70 đồng 70 đồng thì ra thuế má này kia nữa thì tẩy mấy đồng à. Hồi xưa thì mình có một cái nó rất là rẻ luôn mà mình xài như vậy là được 3 năm đó, con xài lúc cái đó nó có 40 đồng rồi mà cái hiệu tên beo là luôn Bao là màu xanh, beo là con rất là thích. À, con xài được có 4 năm cái nó hư, 4 năm được rồi. à, chưa chưa được 4 năm, 3 năm mấy cái nó hư rồi, mà có 40 quá. Bây giờ là mình mua hơi mắc lên nữa đó. Bây giờ là mình khui nha, mình không có nói nhiều, nói dài dòng quá à. Ai có mẹ nên nói dài dòng cho vui. Cái này sao giờ nay quá không biết có đồ return không mẹ ha, con sợ đồ return lắm. Không biết nè, để coi sao mà thấy không có đơn giản lắm à.
giữ cái reset không? Hồi nãy có giữ cái reset. Nãy con nhét cái đâu rồi ta? Nhét trong bóp thôi rồi. Con thấy nó vậy con sợ lắm, tại có lần con mua vài dây đồ ấy hết đi. Không. Cái này ta tưởng, ta nghĩ rồi. Cái này giống... giống return quá ha. Rồi cái này giống return. Giống quá đi. Nhưng mà mở ra thử coi. Dạ, để mở thử. Cái này... không ta nghĩ chỗ kia không có, không có. Đó. Chưa có ai xài đâu. Chưa đâu ha. Chưa đâu. Hy vọng vậy đi. Ta nghĩ là ok. Dạ. Mình mua đồ có sao nói vậy, không bao giờ thích đem đi trả hoặc là đi đổi. Rất là phiền phức. Họ không có hỏi mình cái gì hết á, nhưng mà có cái là mình không có thời gian để mà mình đi. Thành ra mình muốn mua cái gì là phải chính xác để mà về mình sử dụng luôn, chứ không có đi đổi tới đổi lui, thấy nó phiền quá, nó mệt quá. À, người ta nói rất là dễ nè, easy rửa. Thì mình thấy là nó easy lắm nè các bạn. Rồi, để coi. Không nè, cái Bella con có rồi, cũng rửa rất là dễ, chỉ có cái filter ấy đó thôi. Cái này là mình đè thôi. Đó, nói tới nó lui giờ biết đường mở đó. Kia. Hay quá, năm hay quá. Năm nhà quê lắm rồi, năm hay quá. À. Đây nè, rửa có cái này nè má. Dạ. Người ta không hư, giờ tới phiên mình hư đó. Cái này chỉ có lóc cái kia lại đó nè. Con nghĩ cái này mình tháo phải tháo ra mình mới rửa chứ. Đúng rồi. Để đọc cái giấy rồi mẹ ơi. Đây cái này, cái chỗ nào bỏ cái xác. Cái này cái chùa. Đây là cái chùa mẹ bên đây. Đây. Giống này giống mình giờ mình đang bán hàng nè. Cái này nó cho rửa nè mẹ. Để cho rửa. Cho rửa nè. Cái này là cái đựng, cái này là đựng cái đựng xác ra nè, mình ép á. Down, firmly unlock, set down, down, put down, say work. Sao này khó mãi vậy? Cái gì vậy bạn? Không, nói đơn giản mà không đơn giản. Nói đơn giản chứ không có đơn giản đâu. Dạ. Yeah. Nói đơn giản chứ mà khó lắm. Nó đơn giản mà không có đơn giản. Phải lấy cái này ra, tự nhiên mình phải lấy cái này ra mình chùi. Dạ, mình chùi, mình rửa nó đó. Nhưng mà thấy chỗ nào mới được. Cái vòng flash đang, thấy không? Dạ. Oh, like this. Flash đang. Thì làm flash đang rồi chưa? Rồi, bây giờ là mình biết cách mở rồi. Vậy mà cũng đòi đi Mỹ. Vậy mà năm cũng đòi đi Mỹ phải không? Đó. Dễ dàng. Lấy ra. Mình chỉ đi cần rửa cái này thôi đại gia đình. Đó. Rồi mình bỏ này vô vậy ha. Rồi cái này
giờ con đi rửa, xong cái con sẽ làm nước đó. Rồi ok, bây giờ mình ráp luôn cho thành luôn nha. Đó, đây nè má. Cái này mình để trên đây. Đây nè. Nói vậy cũng đòi đi Mỹ nữa thế chứ. Rồi. Dạ, cái này nè. Mà con không bao giờ con này, cái này dạ, mình mẹ phải lóc cái đó lại. Đó, đây. Đó, lóc lại cho nó cứng. Cho nó không dạ, nhảy. Nó không có nhảy đó. Rồi, cái này. Rồi, mình sẽ chán nước sơ nha. Rồi, cái mình xay thử coi nó im không nha. Coi chừng cái nó nó nhảy luôn. Mà thường thường thì mình không có dùng cái này đâu. Mình bỏ vô cái con để lên vậy à. Dạ. Con, thí dụ như cái gì cứng mình phải đè xuống áp hồn rồi đó. Dạ, đó. Nhưng mà con thích cái sử dụng lắm. Dạ. Thì bây giờ để mình chán sơ. Mình chán sơ, rửa sơ lại. Rồi mình mới ép. Già cái đầu vậy chứ khoai làm mấy cái này để vui lắm, thích lắm. Có quà tới là cũng đòi mở, mà rồi có cái này cũng là đòi ráp mà không biết. Con có đứa em bạn đó, nó nói vậy cũng đòi đi Mỹ nữa. Đó, rồi. Nhưng mà con hy vọng nó không có quá lớn nha. Chứ có cái máy xay sinh tố quá lớn nè. Vậy hả? Dạ, quá, nó ồn quá, ồn luôn. Đó. Ồ, tới không? Dây ngắn quá mà. Dây ngắn hả? Dạ, dây ngắn quá. Có đồ tension cord không? Có, nhỏ đây hình như cái đó không phải. Thôi vậy cho mình con muốn làm cho cho tại gia đình thấy luôn. Thấy là năm mua đồ đồ trước cái đó còn ọp đó. Dạ. Chưa gì đòi hai chứ. Rồi sau một phút không mẹ, cỡ được 1 phút ạ, thì mình sẽ có được này. Giống như mình uống thơm không có được nhiều thì mình đây, đây là sau 1 phút 2 phút nè ha. Thì mình có được 1 ly juice, 1 ly đây. Đó. Đúng rồi, được rồi đó. Dạ. Như vậy thôi. Rồi mình sẽ để vô tủ lạnh. Mình để vô tủ lạnh hoặc là mình uống liền.
Con thì trước khi đi ngủ thì con sai con sai cái con uống một ly con đi ngủ rồi một ly thì con đậy nắp lại con để sáng thì con bước xuống là con bưng ly này con uống liền. Thì nó mình để hai qua 24 tiếng đồng hồ thì không tốt, nhưng mà mình để như vậy thì cũng không có bao nhiêu tiếng mẹ. Đúng rồi. Nên con uống cái này. Mẹ uống không? Không. Không à? Không, con uống đi uống. Mẹ không thích cái này? Không, không có thích celery. Celery không thích hả? Mẹ uống cà rốt với cà... Không, không được rồi uống. Cà rốt với ấy con sai chưa? Cái gì uống? Năn nỉ mẹ uống, mẹ không uống cả đại gia đình ơi. Cái này là mình uống nè, chia một ly vậy rất là tốt. Nếu trường hợp ai không thích uống thuốc tây, chẳng hạn như cái người này, mình là mình không có thích uống thuốc tây, nhưng mà nghe tới bác sĩ hay là gì rất là sợ, nhưng mà nói mà uống về những cái mà natural thiên nhiên thì mình rất là thích uống. Thành ra như vậy là mấy bác, mấy anh, mấy chị ha, sai một ly này nhưng không có cần thơm nhiều. Cái thơm để gì? Thơm để cho giúp mình tan thêm cái mỡ trong máu với mỡ thôi, mỡ dư, mỡ thừa thôi. Còn cái này mấy cái cần đó mới là cái giúp cho mình hạ máu. Rồi nhưng mà nếu mà cái cần này không á thì nó không có mạnh bằng cái loại mà cần tàu. Cần tàu của Việt Nam mình mua để nấu canh chua rồi đó, nấu canh ngót á, ngò phải không? Cây cần đó mẹ, cây cần. Dạ, cây cần như tủ lạnh không có. Nó hết mà con. Con chắc con hết. Dạ. Dạ. Con hết rồi. Hoặc là mình có thể mình xay với keo hả? Keo, keo. Đó, hoặc là mình xay với keo nhưng mà mình chưa có uống. Hiện giờ mình đang muốn uống với hạ máu là nhiều hơn. Đó. Nhưng mà bữa nay là máu mình là rất là khỏe, rất là ok, rất là good rồi. Đó. Kiếm cái cần tàu mà hết rồi. Để mình đi chợ Việt Nam thì cần cái cần kia thì nó hơi, nếu mà mình xay nhiều cái này mình ép luôn lá luôn, nhiều lá nhiều cọng nhiều đâu luôn thì nó không có đắng. Mà nếu cái cần kia đó mẹ thì nó hơi nhẵn nhẵn hơn, nó hơi nặng mùi hơn. Mà nếu ai không uống được thì pha chung hai thứ, hai thứ rau cần rồi thêm vài miếng thơm là nó làm cho mình dễ uống. Dạ, thôi nói nhiều quá uống. Uống đi. Xin mời. Ôi mẹ ơi, nó ngọt lắm. Tùy thơm. Thơm á. Thơm nó ngọt. Dạ. Ngon lắm mẹ ơi. Uống đi. Ngon lắm. Uống đi, uống hết đi. Ngon lắm. Quá ngon luôn. Cái này mà mình xay rồi mình để lạnh á, uống còn ngon nữa. Đúng rồi. Dạ, để con xay tiếp con cắt cái rửa luôn một lần. Vậy thì mẹ qua đây với con xí không? Yeah, thì hôm nay cũng có cái gì là lớn lao, nhưng mà đi với mẹ mình từ sáng giờ là vòng vòng chơi rồi xong rồi cái đi vô Walmart, cái này mình mua trong Walmart rồi mình mua đồ cho hai con puppy của mình luôn. Đó, rồi ăn uống xong xuôi rồi mua về bưng về mình chia sẻ với đại gia đình mình một chút xíu cho vui. Cái này là cái niềm vui của mình. Đi mua được gì về là mừng lắm, như vậy là khỏe rồi. Nói vậy chứ thí dụ như chị em bạn gì có thương mình đi nữa thì cũng làm bữa với hai thôi, chứ làm hoài thì cũng làm phiền mẹ, thấy không? Đúng rồi. Thành ra thôi mình phải tự túc.
mình thích á thì thích cái máy máy mà mắc thiệt là mắc luôn á chứ. Mắc tiền lắm. Nhưng mà nó thôi, trong túi tiền của em có nhiêu đó em xài nhiêu đó. mẹ nó có bao nhiêu xài bao nhiêu. Em ra nghe lời mẹ. Thôi cái video của mình chia sẻ với đại gia đình một chút cho vui. Chúc đại gia đình mình một ngày mới vui vẻ, ở trong nước và ngoài nước cũng giống nhau. Có một ngày vui vẻ và hạnh phúc, luôn luôn lúc nào cũng đầy sức khỏe. Tràn đầy sức khỏe. Cái đẻ là quan trọng nha. Sức khỏe là quan trọng. Giờ tiền mà có chồng lên đóng đóng đi nữa mà mình không có sức khỏe cũng không làm gì được hết. Trước tiên hết mình lo cho bản thân của mình trước nha. Ai làm, đi làm cũng cực hết, nhưng mà sometimes mình cũng phải nghĩ take care mình một chút, rồi mình mới take care được mọi người. Ok, bye bye. Bye.